Xuất phát từ tình hình thực tiễn công tác vận động hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã đề xuất lãnh đạo Công an tỉnh thành lập câu lạc bộ Ngân hàng Máu Sống trong lực lượng công an. Ngay sau khi thành lập, câu lạc bộ đã ban hành công văn gửi tất cả bệnh viện, trung tâm y tế trên toàn tỉnh thông báo về việc thành lập câu lạc bộ, đồng thời chủ động thành lập nhóm công việc qua mạng xã hội Zalo để kết nối điều phối hoạt động các thành viên. Quá trình hoạt động, câu lạc bộ đã thường xuyên bổ sung kiện toàn thành viên. Đến nay, câu lạc bộ đã có trên 250 thành viên là cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Hà Tĩnh và một số thành viên công tác ngoài lực lượng Công an nhân dân. Đặc biệt trong câu lạc bộ có đội máu hiếm với 142 thành viên là những người có nhóm máu AB và một thành viên có nhóm máu cực hiếm sẵn sàng sẻ chia máu của mình bất cứ lúc nào để cứu người trong cảnh thập tử nhất sinh. Lực lượng Công an tỉnh trong suốt thời gian vừa qua khi triển khai việc học tập và làm theo Bác thì cũng đã có rất nhiều mô hình hay cách làm sáng tạo từ hiện thực hóa việc học Bác ở trong công tác chuyên môn hàng ngày, trong việc tham gia các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Những hình ảnh những cán bộ chiến sĩ chúng ta là mưu trí, dũng cảm, không quản ngại gian khó, thậm chí là hy sinh cả tính mạng của mình. Thì có thể nói là cái việc câu lạc bộ Ngân hàng Máu Sống chính là một trong những cái lựa chọn và một trong những cái cách làm cụ thể cái việc học Bác của lực lượng Công an tỉnh và tuổi trẻ Công an tỉnh. Để lan tỏa được ý nghĩa và phát huy hiệu quả hoạt động của câu lạc bộ, ban chủ nhiệm cũng như các thành viên câu lạc bộ luôn chú trọng công tác tuyên truyền với nhiều cách làm sáng tạo như tuyên truyền trực quan trước khi tổ chức chương trình hiến máu tập trung, xây dựng bộ infographic cung cấp những thông tin cơ bản nhất về máu, công tác hiến máu tình nguyện, thời gian, địa điểm tổ chức, đẩy lên fanpage và chia sẻ rộng rãi qua tài khoản cá nhân, để mỗi cán bộ chiến sĩ và người dân hiểu, chia sẻ nhiệt tình hưởng ứng. Đối với tôi cũng như là các cán bộ chiến sĩ của Công an Hà Tĩnh cũng như là thành viên của câu lạc bộ Ngân hàng Máu Sống đều có một cái tâm niệm đó là dành hết tất cả những cái tình cảm cũng như là những cái nghĩa cử của mình xuất phát từ cái tình yêu thương của cán bộ chiến sĩ đối với người dân và coi cái việc là hiến máu của mình cũng giống như là trách nhiệm của bản thân đối với là sức khỏe và tính mạng của người dân. Ngoài việc tích cực tham gia các đợt hiến máu tập trung, các thành viên trong câu lạc bộ sẵn sàng tham gia hiến máu trực tiếp cấp cứu bệnh nhân đang nguy kịch. Khi có thông tin từ bệnh viện, trên cơ sở nhóm máu, tính chất của ca bệnh, câu lạc bộ sẽ thông tin điều phối thành viên tham gia. Từ khi thành lập đến nay, các thành viên trong câu lạc bộ đã tham gia hơn 1.000 lượt hiến máu cấp cứu, kịp thời giúp đỡ hơn 70 bệnh nhân điều trị tại các bệnh viện, trung tâm y tế tại các tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An. Trong đó có những ca bệnh, câu lạc bộ phải huy động từ 4 đến 5 thành viên cùng tham gia mới đủ lượng máu để giúp bệnh nhân qua cơn nguy kịch. Lúc em sinh em bé nhỏ, em bị tiền sản giật, bị mất máu rất nhiều, cũng nhờ sự giúp đỡ của câu lạc bộ hiến máu Công an tỉnh và đặc biệt là nam chủ công an đã giúp đỡ mẹ con em để mẹ con có sự sống như ngày hôm nay. Qua đây em xin chân thành cảm ơn các chiến sĩ công an đã giúp đỡ mẹ con em. Tự ý thức và hành động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc đó đã xuất hiện nhiều tập thể cá nhân xuất sắc tiêu biểu trong công tác vận động trực tiếp tham gia hiến máu, để lại những hình ảnh đẹp trong lòng bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và quần chúng nhân dân. Qua đó lan tỏa được ý nghĩa nhân văn, thu hút thêm nhiều thành viên tham gia câu lạc bộ cùng chung tay vì cuộc sống cộng đồng. Nhiều cá nhân tập thể được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện của tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh tôn vinh tặng bằng khen, giấy khen. Câu lạc bộ Ngân hàng Máu Sống Công an Hà Tĩnh là tập thể duy nhất được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen. Các đồng chí trong thành viên của Ban chủ nhiệm câu lạc bộ đã rất tích cực phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Khi có bệnh nhân cần cấp cứu, cần máu thì chúng tôi đã liên hệ trực tiếp với Ban chủ nhiệm câu lạc bộ thì đã kịp thời kêu gọi và các đồng chí trong câu lạc bộ để lên trực tiếp tham gia hiến máu để giúp cho bệnh viện có đủ nguồn máu để điều trị cho bệnh nhân. Việc tổ chức các chương trình hiến máu tập trung và đặc biệt là duy trì hiệu quả câu lạc bộ Ngân hàng Máu Sống Công an Hà Tĩnh không chỉ là việc làm mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc giúp những bệnh nhân trong cơn nguy kịch vượt qua ranh giới tử sinh mà còn là hành động thiết thực đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và cuộc vận động xây dựng phong cách người công an nhân dân, bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.